Cậu ơi, giấy số tôi còn nhiều quá, cậu mua giúp tôi đi cậu. Đi chỗ khác bán đi, chỗ người ta làm việc mà. Cô ơi, cô mua giúp tôi giấy số đi cô. Dạ không mua chú. Ế quá, sáng giờ tôi bán không được. Dạ không mua. Cô ra ráng giúp tôi đi cô. Hôm nay nó là không có mua. Hai người làm gì đấy? Dạ em chào giám đốc. Dạ em chào anh ạ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn cậu. Bác là cựu chiến binh ạ? Chú ơi, sao đến tuổi này mà chú vẫn phải đi bán vé số thế? Bác đi bán vé số là thực hiện lời hứa của đồng đội với bác. Lời hứa năm xưa, đến ngày thống nhất đất nước, ai còn sống hãy lo cho phần mộ của những chiến sĩ đã hy sinh. Chú ơi, ở đây cháu có một ít cháu gửi chú, gọi là tỏ lòng biết ơn của cháu đối với những vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho chúng cháu có hòa bình ngày hôm nay ạ. Dạ ông ơi, con xin lỗi chuyện lúc nãy, coi như là cho con xin góp một phần với ông nha. Cảm ơn cô. Dạ con chỉ có nhiêu đây thôi ạ. Cảm ơn mọi người. Đinh Lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời, xương máu dòng tiến lên.